đang có mặt tại JW Marriott tại Phú Quốc, là top 1 ở khu vực Đông Nam Á, top 2 ở khu vực châu Á và top 6 resort đẹp nhất trên thế giới. Ông Bill Bentley đã thiết kế JW Marriott tại Phú Quốc như là một trường đại học giả tưởng với rất là nhiều khoa, khoa tự nhiên, khoa hải dương học, mỹ thuật, và đã giúp cho du khách có những trải nghiệm có một không hai. Hãy tô điểm vẻ đẹp cuộc sống của chính bạn cùng với Artistry.